Mời bạn nữ. Rồi. Mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Ok. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn gái. Dạ, em chào chị Cát Tường. Con chào chú Quyền Linh, chào bạn Nam và chào quý vị khán giả. Rồi, chú chào con. Con tên gì? Dạ, con tên là Trương Mỹ Thảo. Năm nay con 24 tuổi. Dạ, quê con ở Đồng Nai. Hiện con đang làm phiên dịch viên tại một công ty Nhật ở thành phố Hồ Chí Minh. Arigato. Arigato gozaimashita. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả em trường quay và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Lê Tấn Tài, em nay 28 tuổi. Em đến từ Dòng Riền, Kiên Giang. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Long Thành, Đồng Nai. Đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Toàn Phát Tài. Em làm công việc gì trong đó? Công ty là của em luôn ạ. Hèn chi nó trùng tên. Vậy là vui rồi, hôm nay Tấn Tài Tấn tới ha. Dạ. Con gái bên kia giới thiệu luôn đi. Ưu khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của con là con rất là vui vẻ, hòa đồng, con hay cười. Con cảm thấy là con có trách nhiệm với bản thân, với công việc, với mọi người. Và con hát cũng được. Rồi. Hát cũng được. Còn cái nhược điểm của mình? Nhược điểm của em thì nhiều khi em nói chuyện em không có cố ý đâu, nhưng mà vô tình thì em hay trâu mày nhăn mặt. Người khác đối diện mà nhìn vào con thì tưởng là con là người rất là lạnh lùng. Nhưng mà thật ra tiếp xúc rồi thì thấy là con có lùn nhưng mà con không có lạnh lắm. Có lùn nhưng không có lạnh. Dạ. Dễ thương. Nói chuyện ta trâu mày ta thấy khó chịu đúng rồi. Mai mốt cạo chân mày đi khỏi trâu lại. Và bạn trai, cụ thể về nghề nghiệp của mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, em công việc của em là kinh doanh và sửa chữa mua bán xe nâng xe xúc ạ. Điểm mạnh của em là rất là năng động và vui vẻ. Em không hút thuốc, yêu văn nghệ. Hát thử một bài đi. Hát. Xin phép hát một bài liên quan về nghề nghiệp của em luôn nhé. Rồi. Dạ. Dạ, bài hát này lấy lời nhạc chế của bài Duyên Phận. Xe nâng xe xúc, xúc gì đó. Rồi, rồi, vô, vô luôn. Nào. Dạ, để em hát không? Hồi phần sau. Cái này cầm chơi thôi hả? Dạ, làm đẹp được hình. Đời anh thơ mãi, yêu một mình em thôi. Lòng thầm thương em từ rất lâu nhưng còn ngại ngùng. Sợ rằng em chê, người anh lem lúc thấy tay chẳng dính vết dầu. Nghệ thuật nhân gian, từng giọt mồ hôi rơi. Cuộc đời quanh năm đập các cửa đo đạc suốt ngày. Thế nhưng mà anh lòng say xưa lắm. Làm nghề thơ mai anh phải học từ lâu. Em ơi nghề anh cũng như bao nghề thôi, cũng vang niềm vui vang tiếng cười. Phong sương đời trai nhiều khi buồn đau mà lòng anh luôn cố gắng vượt qua. Em ơi nhìn đi thế gian ngoài kia có bao người đang say rất nồng. Mong em cùng anh dừng say, làm nghề thơ mãi nên tính anh luôn thẳng tâm. Dễ thương. Rồi, em gái em kia đáp lại coi, nãy em nói em hát được đó. Em xin phép hát một bài tiếng Trung đi ha. Rồi. Chính chính thế chân ní tờ ở tố, xa ràng hề yô. Chính quan dung yên bú xuyên thay tố, để ní sô. Đà khai ní tờ ái chinh sổ chơ, 就在此刻，为你唱的专属情歌，你要记得。 Ủa mà sao thông dịch viên tiếng Nhật rồi đi hát tiếng Trung? Tại vì em thấy bài này nó hay, nó đang nổi trên TikTok á chị. Chú chào con. À, con chào chú. Trời, dễ thương quá. Con có tật xấu gì không? Tật xấu của con là con ăn hơi nhiều. Ăn nhiều mà có chút xíu hả? Dạ đúng rồi, con ăn nhiều nhưng mà con không có mập, mà cái bạn ở cùng phòng với con nó mập. Trời ơi. Mấy mối tình rồi? Duy nhất một mối tình à? Kéo dài lâu? Khoảng 5 năm á chú. 5 năm dài thòn luôn á. Vậy sao chia tay? Tại vì giữa hai người nó không có cái quan điểm cùng chí hướng á, cho nên là... Quen từ lớp mấy? À, lớp 12. 12. Quen từ lớp 12 tới đại học mà nó không cùng chung chí hướng. Hay lớn lên có anh nào theo đúng không? Dạ không, có theo nhưng mà con không có theo lại. Không theo lại đúng không? Ý là chưa có phù hợp. Coi như mối tình nó bỏ qua nha. Bên kia sao? Trải qua mấy mối tình rồi em trai? Dạ em trải qua được một mối tình này chỉ có tường. Bao lâu? Mối tình em kéo dài cũng khoảng 3 năm á. Sao chia tay? Lúc đó là công việc em cũng chưa ổn định lắm nên là không có thời gian nhiều để quan tâm anh với tới bạn gái á. Xảy ra nhiều chuyện không mong muốn nên là dẫn chia tay. Thật ra bây giờ mình yêu nhau mình phải quan tâm, chăm sóc lẫn nhau thì tình yêu mới lâu dài được ha. Vâng ạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu bạn gái là cao khoảng 1m50 trở lên.
Em thích bạn gái có mấy tóc dài càng tốt, có nụ cười đẹp, hàm răng đẹp. Bên không. Kia nụ cười có đẹp, hàm răng có đẹp, tóc chưa dài lắm. Dạ, tóc chưa dài có thể dài được không sao. Ừ. Bạn nữ biết nấu ăn được càng tốt. Nấu ăn được không? Dạ, biết được, em nấu được. Rồi điểm nào không thích ở bạn nữ? Không thích bạn nữ quá chua chát. Vừa nói chua chuyện, vừa chát. Như nói chuyện cọc là nói lớn. Nói giọng chua đó. Dạ, đừng có nhiều chuyện quá. Em nãy giờ em nghe cái bạn bên kia nói có chua không? Dạ, em thấy ngọt quá. Này ta nhão nhẹt à, dễ thương lắm. Em thích phụ nữ bạn gái là có tính trẻ con xíu càng tốt. Trời, đúng mình rồi. Trẻ con lắm. Tại vì bạn nữ mà có tính trẻ con á, nhiều khi mình cái công việc gì người ta xin mình hỏi cái gì á, mà người ta nói nóng nỉu xíu mình cảm thấy rất là dễ chịu. Đúng rồi, phụ nữ càng nhõng nhẽo càng thích. Dạ. Lúc mình quạo nhõng nhẽo mình mệt thêm. Vậy còn bạn nữ, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em mong muốn là bạn trai của em trước tiên là phải hiếu thảo, có trách nhiệm với bản thân mình, với người thân, và phải chín chắn, suy nghĩ chín chắn và sâu sắc. Còn ta về... làm giám đốc mà mấy thứ đó chuyện nhỏ. Có dạ. Cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Dạ được, 1/3 của chú Huyền Linh là con rất là mãn nguyện luôn rồi chú. Quay mặt quá tôi coi được 1/3 không? Ở đây đẹp trai hơn. Dạ, em chào chị. Vui tính hơn. Làm lớn hơn chú làm giám đốc. Chú làm... Ai đốc chú làm. Ai suối chú làm giám suối. Hơi ốm thiếu ăn, về mình nuôi được không? Không sao. Không sao. Mai mốt ví dụ mà có con thì con sẽ nuôi rồi. Cho mập luôn. Có cái gì không thích ở người bạn trai? Con muốn bạn trai con cao, to, có thể đen nhưng mà không có được hôi. Thì đó, cái gì? Không có được hôi. Hôi hả? Dạ, nhìn phải, mình phải chỉnh chu, sạch sẽ. Lên gì hôi. Có hôi không? Làm gì có, giám đốc ta ngon lành thơm phức. Máy móc đó, sợ máy móc dầu mỡ quá đó. Trong công việc thì cái đó là mình không có tính. Đi chơi hẹn hò thơm được rồi. Dạ. Cao chưa có to, nhưng mà chị to thấy là chuẩn mình hợp lý được. Rồi đó. Khi dạ. nào tiến tới hôn nhân được? Sang năm là có thể được. Ok, khi nào em tiến tới hôn nhân được? Quan trọng là hai người hợp nhau là tiến tới hôn nhân được. Dạ. Nhưng mà bây giờ hẹn hò người em đang ở thành em phố đúng không? Em ở thành phố. Quận mấy? Em ở quận Bình Thạnh. Dạ cũng rằng ạ. Rồi công việc có sắp xếp đi hẹn hò được không? Dạ thoải mái, công việc em sắp xếp thoải mái ạ. Thoải mái ha. Dạ. Làm giám đốc mà có quyền đi khi nào có đi chứ. Sau này là mình lập nghiệp ở đó luôn đúng không em? Hiện tại công việc em đang ở Long Thành, Đồng Nai. Chị dạ. thấy là cặp này hợp lý rồi đó. Rất được đó. Bây giờ đó là bạn nữ bên kia, bạn xem coi hình ảnh bạn trai hồi lúc nhỏ coi đẹp trai không nha. Dạ. Chiêm ngưỡng trước đi. Đó. Đó. Trời. Đẹp trai không? Dạ rất là baby cute. Baby cute. Mắt to chứ thường. Đen. Tròn. Dạ. Càng lớn sụp lại mí rồi đó. Được ha. Dạ được. Rồi bạn trai bạn nhìn đi. Bạn gái lúc nhỏ đây. Đó. Đoán cô nào không? Chắc là cô váy trắng hả? Cô váy trắng đó. Được không? Cái hình gì mà quan nghiệt vậy trời. Dạ chắc vậy thì thành công lắm à. Mở rào. Vô liền nha. Rồi xin mời hai bạn. Chào em hả? Dạ chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Đây là bó hoa này là anh bó 60 hoa. Dạ. Ý nghĩa giống là 60 năm cuộc đời em. Dạ. Anh đã tận dụng được hết phần nửa đó rồi. Hôm nay anh muốn gặp em là mình mong là anh bắt đầu lại từ đầu sẽ có 60 năm cuộc đời tiếp. Dạ. Món quà thứ hai anh gửi em. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng có quà tặng anh. Em cũng có một quyển sách tặng cho anh. Không biết là anh có thích đọc sách không anh ha? Từ nay cho thích đọc sách. Dạ em hy vọng là anh sẽ thích nó. Anh thấy em sao, có giống như là anh tưởng tượng không? Thật sự là anh không tưởng tượng được như vậy luôn á. Tại vì em nhỏ quá đúng không? Không phải, em rất là xinh, dễ thương. Em cảm nhận anh như thế nào chắc hơi thất vọng hả? Anh cũng được mà, cũng dễ thương mà. Anh hơi cứng xíu tại vì anh dùng cả thanh xuân của anh đó để lo cho công việc rồi. Dạ. Cả tuổi thanh xuân anh dùng cho công việc, còn lại tuổi già anh để lại cho em. Đến với chương trình anh xin hát một bài để tặng em. Anh thích em, thích nụ cười, thích ánh mắt, thích cả bờ môi, thích bước chân kiều xa gót ngà, thích tất cả những gì là của em. Và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc gương để đường em soi, đường em ngắm ngay khi thức dậy. Và anh thầm ước
anh sẽ như là chiếc son môi để đơn em bôi. Ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế, và anh thầm ước trong chiếc bóng được bên em đi khắp nơi. Anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về. Anh ước chỉ có thế mãi bên em người ơi, tình yêu anh dành cho em. Và anh còn ước trong chiếc gối được em ôm trong giấc mơ. Anh hứa sẽ sớm mai tình cảm kia của riêng mình. Anh ước chỉ có thể miếng sau em được vui với anh. Không gì có thể thay thế em. Hay quá. Hay lắm. Gái, ý nghĩa. Cảm nhận như thế nào? Dạ rất là hay luôn chị. Em có muốn đáp lại gì không? Dạ em cũng hát xin hát tặng anh một đoạn ha. Đừng hát bài đập vỡ cái đàn nha em. Dạ không. Em hát một đoạn bài Ngại Ngùng thôi ạ. Đôi khi lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm em mang. Từ tầng sâu trái tim đang mơ màng. Mọi lời lúc đó em cho anh mãi như còn. Thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời. Dạ xin hết ạ. Bây giờ thôi, mình thôi đưa cái đàn đi. Trò chuyện một chút xíu về quan điểm tình yêu đi. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Anh nói trước nha. Dạ. Anh thấy khoảng cách không có xa, là Long Thành Đồng Nai mà lên đây thì cũng rất là gần. Dạ. Giờ anh có phương tiện điều kiện để lên với em, nên là lúc nào em cần anh sẽ bất cứ lúc nào cũng có thể đến được. Công việc trong ngày tuần thì em rảnh những ngày nào? Thứ bảy chủ nhật thì em được nghỉ. Cuối tuần thì em hay về quê. Cái đoạn đường em về quê thì cũng có đi ngang qua Long Thành. Nhà của em là ở Trảng Bom. Không biết là đối với anh thì cái yếu tố nào là quan trọng nhất trong tình yêu ha? Anh cần nhất là sự chung thủy và sự thông cảm. Đối với em, yếu tố quan trọng nhất trong tình yêu là sự tin tưởng. Phải tin tưởng nhau. Anh cũng dạ, giống như em. Rồi hai bạn tiến tới, bạn trai mạnh dạn tiến lên nắm tay bạn gái để chúng ta cảm nhận. Dạ. Ở lần đầu tiên gặp mặt này mình thấy như thế nào? Em run hả? Dạ. Em thấy tay anh lạnh hơn tay em luôn. Tay anh lạnh đó hả? Dạ. Hỏi em thích con trai hơn gái? Anh thích con trai hay con gái? Nói anh con trai con gái gì cũng được, không quan trọng lắm. Mà nếu như được đòi làm con trai thì anh sẽ thích hơn. Cũng như không. Đó là cái sẽ thích hơn thôi anh. Khó lắm. Trai gái gì cũng được. Đã có suy nghĩ trong đầu rồi, cái đẻ con gái cái bực mình. Bực mình cái đẻ thêm đứa con gái bực mình nữa. Vậy là đẻ ra con gái thì sao ạ? Con gái dễ thương mà, dễ mình dễ chăm đó. Mỗi người một câu nữa thôi. Qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng thấy là anh cũng hợp với những cái yêu cầu của em. Anh thì anh thấy em nhìn anh kỹ hơn là anh nhìn em nhiều. Anh rất là dễ thương, mong em hãy cho anh một cơ hội. Rồi. Rồi, về chỗ đây. Trở về vị trí cho bạn. Những gì hai em nói cũng đã nói rồi, nhìn nhau đã nhìn rồi, cảm nhận tất cả mọi thứ rồi. Chúng ta hãy lắng đọng lại để quyết định xem có hẹn hò hay không, quyết định có đi đến xa hơn hay không. 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rất đơn giản và nút xa bóp. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm cho ngày đầu tiên gặp nhau. Trên hôn em nhé. Rất là dễ thương. Hình như là cặp đôi này họ sinh ra để dành cho nhau hay sao đó. Anh tin rằng tụi em sẽ sớm báo tin vui đó nha. Chúc các bạn hạnh phúc.